Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. Chúng ta cùng theo dõi bản tin 10 tỷ đô, Essen lưỡng lự, cá voi xanh, Đảng Anh ăn cướp. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua, các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh. Đó là những chiếc tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hộ tống của Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và Việt Nam cũng đã nhiều lần ra công hàm phản đối với Trung Quốc, nhưng tình trạng diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn với việc ngày hôm nay các bạn cũng đã tham khảo trên một số trang truyền thông quốc tế và đặc biệt những cái trang chuyên trực theo dõi về vấn đề Biển Đông cho chúng ta biết rằng là Trung Quốc đã điều thêm nhóm tàu hải cảnh hung dữ và đang tràn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hình ảnh các bạn có thể tham khảo trên trang Twitter của những trang tin thường xuyên như này như China Genius có đăng tải. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ các bạn ngay lập tức là ngày hôm nay 11 tháng 9 năm 2019, China tiếp tục triển khai các tàu cảnh sát biển đến khu vực không có dấu hiệu giảm căng thẳng tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu số 45111 đã trở lại sau khi khởi hành từ Shenzhen để tham gia nhóm thăm dò Hải Dương 8, trong khi tàu 4611 và tàu 46302 đang trên đường tới. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trực tiếp trên cái tài khoản Twitter này để có thể trực tiếp tham khảo và thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất. Và tại khu vực bãi tư chính, theo một nguồn tin từ Quân đội Nhân dân Việt Nam tiết lộ hôm 9 tháng 9 cũng cho chúng tôi biết thêm rằng Việt Nam đã điều khoảng 10 chiếc tàu cảnh sát biển và lực lượng chấp pháp lao ra ngăn cản và cố gắng chặn tàu Trung Quốc khi tham gia vào việc thăm dò chủ quyền của Việt Nam. Điều đó cũng nói lên một việc mà Trung Quốc liên tục gây sức ép đối với Việt Nam trong tình hình này ngay trước kỳ đại hội đảng. Và ông Panos trên trang Forbes cũng cho báo chí quốc tế biết thêm về việc Việt Nam đã cho tàu ra ngăn cản tàu Trung Quốc. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo ngay trên cái trang báo quốc tế thường xuyên đăng tải những bài viết của ông và những bài viết rất uy tín của những cái nhà báo khắp nơi trên thế giới đăng tải về các hoạt động trên Biển Đông. Và ông Panos cho biết thêm, Việt Nam tuyên bố mọi hoạt động bành trướng của Trung Quốc là bất hợp pháp, cho cảnh sát biển ra đối phó. Khác với vụ Repsol, trong vụ Hải Dương địa chất 8 này, các tàu Việt Nam luôn theo sát hoạt động của chiếc tàu khảo sát này tại bãi tư chính. Và đây là xác nhận của ông. Theo ông Mokdoro, có vẻ sự kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam mang lại kết quả hơn là thái độ của Philippines. Nhưng gần đây Việt Nam một lần nữa lại trở thành mục tiêu khi Hải Dương địa chất 8 liên tục ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có lúc lại xuất hiện chiếc tàu khổng lồ Lam Kình ở ngay trong lãnh hải của Việt Nam. Tác giả kết luận, trong khi vẫn còn chưa rõ lần này Việt Nam có thành công khi tiếp tục tỏ thái độ cương quyết trước Bắc Kinh hay không, nhưng có một điều rất rõ là quốc gia này sẽ còn tiếp tục là nạn nhân của Trung Quốc vì Bắc Kinh luôn cố gắng dấn tới trên Biển Đông. Vâng, và đây là lời bài báo và các bạn cũng có thể xem bản tiếng Anh ở ngay cái trang báo của ông đã đăng tải trong thời gian gần đây nhất. Và đã 3 ngày nay kể từ hôm 8 tháng 9, ngày tàu Hải Dương 8 và nhóm tàu hộ tống Trung Quốc đã quay lại lần thứ 3 và đi vào liên tục thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hình ảnh các bạn có thể xem ngay trên trang của ông giáo sư Hải quân Hoa Kỳ Mathison chia sẻ với việc hải trình của tàu thăm dò Hải Dương 8 từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Vâng, vậy như vậy là chiếc tàu này cùng những tàu hải cảnh của Trung Quốc đã liên tục đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên 2 tháng qua, và cái hải trình mà các bạn có thể thấy rất rõ là nó rất chi tiết và nó thăm dò xung quanh những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà phía Việt Nam đã phản đối, nhưng dường như Trung Quốc không đếm xỉa đến những công hàm mà Đảng Cộng sản và chính phủ ở Việt Nam và Hà Nội đã đưa ra, cho nên họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ muốn ngay trên vùng biển của Việt Nam. Và dường như lần này trước cố gắng của lực lượng chấp pháp Việt Nam nên Trung Quốc đã phải điều thêm tàu hải cảnh số 46111 để bổ sung những sức mạnh bảo vệ cái tàu Hải Dương 8 này. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ở ngay trên trang tweet của China Genius đã chia sẻ. Và để đến gần thì chúng ta sẽ thấy đây là cái số hiệu của tàu 46111, tàu hải cảnh số 46111 được điều tăng cường bảo vệ tàu thăm dò Hải Dương 8 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và xung quanh các bạn cũng thấy một số tàu khác, và cái vùng biển Quy Nhơn cũng rất sát với cả cái chiếc tàu này đang hoạt động. Thì đây là cái điều rất nghiêm trọng khi mà Việt Nam liên tục bị phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đi vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò
khoáng sản cũng như làm những cái việc bất hợp pháp khác. Và Trung Quốc gần đây đã liên tục đóng mới rất nhiều tàu chấp pháp trên Biển Đông để chuẩn bị cho mưu đồ bành trướng bá quyền, bảo vệ đường chiến đoạn, tức là đường lưỡi bò như Việt Nam vẫn nói. Và số lượng chiếc tàu hải cảnh, những chiếc tàu hải cảnh này lên tới hơn 300 chiếc. Và đây là đội tàu lớn nhất thế giới và rất hung dữ. Có những chiếc tàu hải cảnh ở Trung Quốc lớn như một pháo đài di động. Và các bạn cũng có thể xem những cái chiếc tàu mà Trung Quốc đang điều ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là chiếc tàu 4611, và chúng tôi đã có chụp hình ảnh này trên trang của ông giáo sư Matheson để chia sẻ với các bạn. Và trong này ghi rõ là tàu hải cảnh số 46111 đều tăng cường để bảo vệ tàu Hải Dương 8. Và đây là chiếc tàu chuyên dụng của Trung Quốc dùng để đi trấn áp hoặc là đi bảo vệ những cái nơi mà Trung Quốc cho rằng đó là chủ quyền của họ. Và đây là hình ảnh của chiếc tàu Hải Dương 8, và với lời của bài báo ghi rõ là Trung Quốc sẽ còn gây sức ép với các dự án dầu khí Việt Nam. Và một chuyên gia quan sát tình hình Biển Đông nói sau vụ bãi tư chính và Rosneft sẽ đến lượt dự án Việt Nam với ExxonMobil bị Trung Quốc gây sức ép. Và điều này thì đang bắt đầu diễn ra một cách càng ngày càng dữ dội hơn. Và Trung Quốc có những đội tàu rất lớn, nhưng cũng có những chiếc tàu khổng lồ họ đã đóng và có trọng tải có lúc lên tới 12.000 tấn và được gia cố mũi nhọn và đặc biệt cứng sắc ở phía trước để sẵn sàng đâm húc chìm bất cứ những cái tàu nào đến gần. Và giờ đây họ đã dùng những chiếc tàu như vậy để răn đe cảnh sát biển Việt Nam và những lực lượng chấp pháp của Việt Nam khi tới gần. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ngay trên trang của báo trong nước đã đăng về những chiếc tàu này. Họ ghi rất rõ là quái thú 12.000 tấn của Trung Quốc lần đầu xuống Biển Đông. Và khi xảy ra xung đột trên biển, tàu cảnh sát biển có thể phát huy vai trò quan trọng, nhất là trên Biển Đông. Khi đó tàu của hai bên thường chơi trò tâm lý để tìm cách đe dọa tàu đối phương bỏ chạy. Đây là cái việc mà Trung Quốc hiện nay đang đe dọa Việt Nam, đúng như vậy. Và tàu hải cảnh quái thú này 12.000 tấn, tờ tin tức tham khảo Trung Quốc ra ngày 10 tháng 5 dẫn báo chí Mỹ cho hay tàu hải cảnh cảnh sát biển lớn nhất của thế giới của Trung Quốc mang số hiệu 3901, lượng giãn nước 12.000 tấn vừa hoàn thành hoạt động tuần tra lần đầu tiên ở Biển Đông. Và nếu để gần thì các bạn cũng sẽ thấy chiếc tàu này khổng lồ như thế nào. Và với cái mũi nhọn và được gia cố đặc biệt như vậy thì nó sẽ đâm chìm bất cứ những tàu cảnh sát biển và tàu chấp pháp cũng như là tàu khác của Việt Nam nếu đi gần những cái tàu Hải Dương 8. Và điều đó rất nguy hiểm khi Trung Quốc là mặc dù là thể chế cộng sản như Việt Nam, nhưng dường như họ bất chấp mọi cái quan hệ hai nước, mọi cái quan hệ hai đảng, và họ đã liên tục đưa ra những cái hăm dọa trên Biển Đông, và hiện nay họ đang trực tiếp thực hiện cái điều đó. Và để thăm dò phản ứng của Việt Nam, Trung Quốc vừa qua đã cho tàu khổng lồ, tức là tàu cẩu Lanjing đi vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và chỉ cách bờ biển Phan Thiết chỉ có 50 km, và đảo Lý Sơn cũng chỉ 50 km mà thôi. Và đây là động thái rất rõ ràng, việc Trung Quốc chuẩn bị để hạ đặt giàn khoan ở những nơi mà họ muốn, trong ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Trung Quốc cũng vừa tuyên bố triển khai ngay lập tức hệ thống máy bay không người lái trên Biển Đông để tuần tra những nơi mà họ cho rằng là vùng biển của nước này, trong đó có Việt Nam. Và các bạn đã xem những hình ảnh, những chiếc máy bay không người lái rất hiện đại và số lượng rất nhiều của Trung Quốc đã được sản xuất, là biển Trung Quốc triển khai drone để giám sát Biển Đông. Theo nhật báo Hồng Kông China Morning Post ngày 10 tháng 9 năm 2019, Trung Quốc vừa thông báo đã triển khai một mạng lưới các máy bay không người lái, viết tắt là drone, trên Biển Đông để gọi là giám sát môi trường ở vùng biển này. Tờ báo trích thông báo của Cục Nam Hải, Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết hệ thống drone nói trên đã được sử dụng trên vùng Biển Đông để kiểm tra nước biển khi có những dấu hiệu đáng ngờ, điều tra về những địa điểm có vấn đề về lịch sử, giám sát biển đảo theo thời gian thực. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể đọc ngay trên trang truyền thông của một số báo chí quốc tế như Đài Tiếng Nói, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, hoặc là BBC, FIFA, Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác mà ở trong nước đã chưa đăng tải kịp thời hoặc là đăng tải một cách không đầy đủ. Và các bạn cũng nên tìm hiểu thêm những thông tin ở bên ngoài với những báo chí quốc tế thì nó sẽ độc lập và tốt hơn, khi mà truyền thông Việt Nam gần như im lặng toàn bộ trước cái diễn biến rất căng thẳng và ngày càng căng thẳng ở trên Biển Đông, ngay trong khu vực bãi tư chính của Việt Nam này. Và Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc cũng vừa đạt được một cái thỏa thuận với Philippines để cùng nhau khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Và các bạn có thể thấy hình ảnh cũng trên một bài báo quốc tế gần đây đã đăng tải rằng Philippines đã cho Trung Quốc khai thác chung ở vùng đặc quyền kinh tế. Bắc Kinh hứa hẹn sẽ chia cho Manila
phần nhiều trong một dự án khai thác năng lượng chung ở Biển Đông, với điều kiện Philippines đặt sang một bên nội dung phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, viết tắt là PCA, vào năm 2016. Tin tức do Phủ Tổng thống Philippines chính thức công bố hôm thứ Tư ngày 11 tháng 9, 2019, tức là hôm nay, sau khi ông Duterte nói chuyện với các phóng viên tối hôm thứ Ba. Dự án được nhắc tới là một liên doanh khai thác khí đốt tại bãi Cỏ Rong, tên quốc tế là Rit Bang, cách bờ biển Philippines 140 km, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và điều này sẽ gây rất bất lợi cho Việt Nam khi Trung Quốc bắt đầu tham gia cùng Philippines để khai thác cái dầu khí ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và điều đó cũng giúp Trung Quốc tự tin hơn trong việc gây sức ép với Việt Nam để buộc nhà cầm quyền tại Hà Nội chỉ được phép hợp tác khai thác song phương với Trung Quốc, trong khi trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là lãnh thổ của họ, với đường lưỡi bò 9 đoạn mà bao trọn khắp nơi. Và điều này đương nhiên, nếu các bạn quan sát thì sẽ thấy những bất lợi cho cái liên doanh của ExxonMobil đối với Việt Nam, với trị giá của dự án tại cá voi xanh này lên đến 10 tỷ USD. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm những hình ảnh mà các bạn có thể thấy ngay đây. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem, là đây là hình ảnh về cái tiến trình dự án, là các bạn được đăng trên trang ExxonMobil Việt Nam vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, và ghi rất rõ bạn đã biết tiến độ triển khai khâu thượng nguồn dự kiến của dự án cá voi xanh chưa. Đấy, và đây là hình ảnh, và năm 2021 thì sẽ thiết kế chi tiết rồi chuẩn bị và đấu thầu, đến năm 2022 đến 2023 thì xây dựng, và đến cuối cùng là đến năm 2024 thì khởi động nhà máy. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo ngay trên trang Facebook của ExxonMobil. Nhưng tất cả những cái điều này ExxonMobil mới nói chỉ là dự kiến mà thôi, và điều đó cũng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Và nếu khi Trung Quốc liên tục gây sức ép, và khi Việt Nam không bảo vệ được cái chủ quyền của mình, thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ giành cái phần chiến thắng trong cái việc mà xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và điều đó sẽ gây bất lợi rất lớn cho Việt Nam, không phải chỉ về mặt dầu mỏ, dầu khí, tài sản quốc gia đó là những cái khoáng sản, mà còn về đặc biệt là về lãnh thổ thì rất là tai hại. Và đương nhiên ExxonMobil là một công ty dầu khí tư nhân, đối với họ lợi nhuận và sự an toàn đầu tư là trên hết, và không phụ thuộc nhiều vào quyết định chính trị từ chính phủ Mỹ, hoặc mặc dù Mỹ có muốn giúp Việt Nam đến đâu thì điều đó cũng rất khó khăn. Và tất nhiên khi quá căng thẳng thì ExxonMobil có thể bỏ rơi hoặc là đi nơi khác, đến đảo cái dự án này, và họ đi nơi khác để làm ăn. Thế là Việt Nam không những mất tài nguyên khoáng sản với Trung Quốc, mà còn mất luôn chủ quyền quốc gia với vùng biển đặc quyền kinh tế rất rộng lớn của mình. Và trước tình thế hiểm nghèo như vậy, một mình Đảng Cộng sản Việt Nam với đầy tham nhũng ở trong đó không thể chống lại ý muốn của người đồng chí khổng lồ ở Trung Quốc, nhưng tham lam từ phương Bắc, mà cần phải được trên 90 triệu người dân Việt Nam đồng lòng, cũng như nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Mỹ, châu Âu và các nước văn minh trên thế giới. Vậy thì chỉ còn một cái cách duy nhất là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải vứt bỏ hệ thống cộng sản lỗi thời và dân chủ hóa đất nước ngay lập tức, và đem đến quyền bầu cử tự do cho người dân Việt Nam, để quốc tế thấy được chính phủ mới tại Việt Nam thực tâm muốn thay đổi, và tất nhiên họ sẽ giúp đất nước này quay lại với thế giới văn minh, cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước. Và điều đó cũng là mong muốn có lẽ của hàng triệu người dân Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ những video này, cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những yêu cầu, để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.